Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền Azop Nguyễn Femini. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay bên shop mình về thêm nhiều mẫu bộ mùa thu mới. Ngoài chất liệu vải nhung, vải cà bông thì thêm những bộ lụa dùng cho mùa thu. Các bạn muốn ủng hộ mình thì liên hệ theo số Zalo này giúp mình 0988091712. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và hiện tại mình nhận làm dập đồ bộ mặc nhà, bộ thể thao nữ, bộ tập gym và tập yoga của nữ theo số đo của các bạn. Các bạn ủng hộ mình thì liên hệ theo số Zalo trên giúp mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Các bạn xem kênh cho mình xin một đăng ký kênh, một chia sẻ và một like video để kênh mình ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.